Xin chào quý vị các bạn. Ta lại tiếp tục xem anh Nam Lê cắt định hình cái cốt phôi xi rất là chất của anh Tuấn, chủ tịch câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hoàng Long, Thanh Hóa. Xin chào quý vị và các bạn. Chào anh Nam Lê. Cái này thì anh có thể mô tả qua dáng thế và cái phương án tạo tác không anh nhỉ? Đây là một cốt phôi rất là quý này. Nhưng mà chưa định hình, bây giờ bắt đầu này. Nguyên bản đúng không? Nguyên bản. Cốt phôi rất mịn. Rất mịn, rất khủng khiếp. Một cốt xi ta. Cốt xi cực kỳ đẹp. Cái này nó phải là dòng xi búp đỏ không? Xi này á? Xi búp hồng. Búp hồng hả? Hơi phớt phớt hồng. Đây mình định hình cái này. Tư duy phát này. Từ đầu. Con này nguyên bản. Chưa tác động. Con này tôi cũng đã giới thiệu trong video ghi hình toàn cảnh nhà vườn của anh Tuấn. Cốt cực kỳ già và theo đánh giá của anh Nam đây thì nó rất quý. Wow, vào trong này nó ghê rồi anh nhỉ, nhũn này. Cốt xi cổ như này cái chuyện vừa già lắm, như một đồng đà. Cốt này cao hơn 40 phân. Rất già, nó cũng lên rất là nhiều đầu đúng không? Rất nhiều đầu. Nhiều đầu. Rất là cốt luôn lực. Già thì chưa nó đẹp đấy. Sao phải có cái này xoay em dựng đây khoảng trống đây khách xa đây quá. Đúng rồi, nó đỡ cho cái này, đỡ này. Cho cái gầm này. Vâng, này đưa dây vào uốn xi này, nó cứ phải gá một tí dây vào nó mới hóa. Vâng, mà ra mình thừa cái dây này có chủ ý. Đây chỉ có gá nhẹ thôi, xong rồi cho nắc cho nó vỡ trước lúc ấy. Vâng. Mình nên nắc nhẹ. Dạng cái chân vỡ cơ đấy. Vỡ cơ. Xong thì gá vào đây thôi. Không quấn. Kể cả cái xanh của em á. Ừ. Những quả mà nhiều khi trai trai mà cảm giác không mọc mầm lên á. Ừ. Em cũng dày kiểu cho nứt ấy ra đấy. Đúng rồi. Đó nên khi mà chỉ gì nữa.
sao mà móc định vị được cái cung này, sao mà móc cái nó. Chịu được không? Đây cũng được rồi. Thôi vặt vắt hẳn rồi, đằng này dễ mua, đằng này khó mua thôi. Ra đây. Cho dây cuốn. Kinh nghiệm xử lý những tạo tác những cái cây mà nó có cốt lùn như này như nào anh? Cốt lùn làm càng tự nhiên càng nhẹ nhàng càng tốt, hạn chế uốn thì nó đỡ bị rối. Bố cục cái cốt này như nào thì mình phải tính cái tỷ lệ nó. Mình bắt dáng, mình cắt giặt sau này là mình ra được những cái nhịp sao. Bây giờ là cái cốt 1. Chắc là ổn. À, cốt 1 định hình mà chuẩn thì sau này nó dễ nhỉ. Nó nhanh ra cây. Đầu ra nó bé. Nhanh hơn biết một cái đầu ra. Làm chi này lại đúng như là anh nói. Quá hợp lý rồi. Nhập hoa anh trước rồi. Nhập cốt à? Trước được uốn được cái nét này thích đấy. Trước các tiến uốn. Anh ngồi bên phải. Cái này chỉ là uốn lấy cung thôi đúng không? Nó ra mầm mình lại cắt để giật tiếp. Nhìn bắt đầu. Chắn ra chụp ảnh không này anh lòng hết chắn ra chụp ảnh gì với Facebook gì với lão với Facebook gì về sớm nhé, lại đón con thế à? Bây giờ ông gọi về dặn không gọi ra bằng được thì ông lại gọi về anh cứu con á? Đâu anh Long, anh trai anh Tuấn. Đó, anh nói là anh trai anh Tuấn. Móc tạm để sơ cua này. Con đi đẹp không ạ? Hai lúa. Là chặt. Gần bằng hai con hai lúa với cái tiếng điện cổ đông nhỉ? Con nó bây giờ đang hot lắm đấy anh ạ. À. Con nó mình với Hùng Béo bị ra rìa đó đúng không? Nhớ chuyến đi về không? Nếu mà để cái mầm này nhé. Không nhớ. Nếu chỉ cần để cái này cái nào nó bị chập con ý, sau này nó mất mất cái khoảng sáng của thân này. Quý được quý đó anh. Này nó phải ra thật rồi. Đúng không? Cắt đi. Không phải là cái sẹo vào
để cái này, cầm cái này nó va đập luôn vào cái thân. Mua được anh. À. Có một cái ghế cao cái sắp này. Thân phía là nhỏ dài nhưng không đứng dậy của núi ở tiền mấy năm xịt cậy quý nhỏ tức là giữa người đẹp và dao kéo và người đẹp tự nhiên ấy. Đấy, hai cái mầm này nhưng mà với cái cung cây này cung thì với cốt cổ cốt chủ này chỉ cần lấy cái mầm này cái là mất dáng cây. Đấy, cái cành này thì dễ dùng được cái cành đỡ này. Cái nhát này cái nét của cái này mới là xong cái năm mới xong mười tiếp một cái nhát cắt này cho dây uốn để ra được. Này cứ chắc họ cắt này vì do cái cung đấy bị đờ nên là cắt chéo để cho thù hẹn cái khoảng này lại. Nhưng mà đang nghĩ cái nhát cắt này mà cắt vuông ở đây xong rồi ngoạp một phết cắt ngoài này. Vâng. Nào, cái sẹo rút xuống đẹp. Sẹo đẹp hơn nhiều. Cắt này cắt vắt, cắt mặt gian. Cắt này vì sao không đẹp, cái nhát cắt chéo này. Nhưng chắc là chủ ơi, trong kia nó cắt luôn nhỉ? Trong cũng cắt. Cái này anh mua ở đâu về anh Tuấn? Trong nông Đắk Lắk gì à thế à? Anh mang ra ở đây. À sao anh mua như kiểu ở chợ à? Hay là đâu? Không, cái nghiện anh mua xong rồi anh lại lấy lại cái nghiện à. Anh nhường lại cho anh. Thế anh mua cả cái cốt quý mà Sita mà như này kinh điển. Anh cuộn có một đường mà sao chú thì gãy đầu gãy tay. Cuộn nó bắt dáng quá. Ngồi để đây được. Đúng ngọn rồi. Em mua thuốc vì anh hơi nhiều rồi đấy. Thì được nghe ủng hộ là vui rồi. Sợ nhất này. Nhìn anh làm em chưa được ưng mắt. Có gì thì cứ góp ý anh thoải mái mà. Anh có nặn tăn gì đâu. Giữ cái này nếu nó to nó không bành lên. Đấy, trong mấy cái mầm nhá, anh muốn nhìn xem nếu mà lấy cái mầm này phát là hỏng cái cung này. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Này nó đẹp hơn nhiều. Đúng rồi. Đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Rất nhanh nha quý vị. Chúng ta cũng quan sát lại cái hội mà anh Nam Lê vừa định hình xong. Từ trong kia đi ra đây quánh một mạch. Cột quý nhỉ, khá đẹp. Ngầm khúc bắc. Nó như tại khu cung sợ bị đau lưng nên mới.